Tiếp tục Linh Trương có đặt câu hỏi. Đâu nhỉ? Ad ghim dùm em với ạ. Em được ghim nhưng thấy chưa trả lời cho em hỏi về việc bố em lúc tranh cãi với người khác, bố hay xúc phạm người khác. Em phải làm sao để thay đổi bố em ạ? Chúc thầy an lạc. Thưa với bạn rằng, trong cuộc sống của giao tiếp thì bao giờ nó cũng có hai lớp của giao tiếp. Lớp 1 là lớp giao tiếp bằng lý trí. Lớp 2 là lớp giao tiếp bằng cảm xúc. Khi bắt đầu bạn gặp một người thì bắt đầu bạn dùng lý trí để bạn soi xét. Và khi bạn soi xét thấy người ta tốt thì bắt đầu là bạn không cần soi xét nữa, và bấy giờ bạn ứng xử theo lớp của cảm xúc. Và họ làm cho bạn tốt một việc thì bạn sẽ tin họ mọi việc. Nhưng ngược lại, họ làm cho bạn xấu một việc thì bạn sẽ không tin họ tất cả mọi việc nữa. Và dân gian chúng ta có câu là một sự bất tín. Đấy là câu chuyện của gì ạ? Giao tiếp đường dài. Còn giao tiếp của đường ngắn thì nguyên tắc khi hai người ngồi nói chuyện với nhau, giai đoạn 1 thì bắt đầu người ta nói chuyện bằng logic, bằng lý trí. Nhưng khi bắt đầu đuối lý mà cái tôi cá nhân nó lên thì bắt đầu người ta phải giao tiếp bằng cái gì ạ? Bằng cảm xúc, bằng chức danh, bằng vị trí. Ví dụ bà mẹ tranh luận với đứa con mà không thắng được, bắt đầu bà chuyển sang cảm xúc, bà cùn, bà bảo là dù sao tao cũng đẻ ra mày. Đấy là giao tiếp bằng cái gì ạ? Chức danh. Đúng không? Thứ hai là gì ạ? Từ mai đừng có xin tiền tao nữa. Giao tiếp bằng cái gì ạ? Bằng cái quyền của người có tiền. Bây giờ còn lý trí được không? Không. Đấy là giao tiếp bằng cảm xúc. Tức là họ không tập trung vào chân lý nữa, mà tóm lại là bố mày không vui là bố mày đập, vì tao có cái quyền đó. Chứ còn bây giờ không biết thằng nào khôn, thằng nào ngu, tao không lý trí với mày nữa. Và nên nhớ, tôi không biết bố bạn thế nào nhé, cho nên tôi không có phán xét. Nhưng tôi đang nói về quy luật chung thôi, để tránh chúng ta tự ái nhau. Nguyên tắc, người ngu thì lý trí ít, cho nên cái phần mà tranh luận của họ ấy, chỉ cần rơi vào độ khoảng 5 phút thôi thì bắt đầu chuyển sang cảm xúc rồi. Mà khi chuyển sang cảm xúc là lấy quyền ra để giao tiếp hoặc sỉ nhục nhau, hoặc thậm chí lấy quyền sức khỏe ra để giao tiếp, đó là đánh nhau. Như vậy, người càng ngu thì thời lượng để mà giao tiếp bằng lý trí, tranh luận bằng lý trí càng ngắn. Người càng trí thì cái thời gian mà giao tiếp bằng lý trí nó càng lâu. Tức là người ta có thể ngồi đàm phán với nhau. Đấy, như Donald Trump và Kim chẳng hạn, đàm phán hết lần này qua lần khác mà nó không được, mà phải lôi nhau đi đến hàng bao nhiêu km mới đàm phán được. Bảo ông Kim, ông ấy còn phải đi tàu hỏa, đúng không ạ? Nhìn để cho mọi người thấy rằng là gì ạ? Người ta tĩnh như thế nào. Vì vậy, nguyên tắc người ít học. Ít học ở đây không có nghĩa là học lớp mấy nhá. Ít học hỏi ở đời ấy thì dễ cùn cối, dễ giao tiếp bằng cảm xúc. Thế thì cái việc này là việc cũng bình thường thôi. Ví dụ như là thôi thì bố em ở cái tuổi này rồi, yêu cầu ông thay đổi thì chắc là không thay đổi được đâu. Và để thay đổi nó cần cả một thời gian, để cho người ta tự già, xong người ta bị tĩnh dần, tĩnh dần. Bắt đầu người ta với gì ạ? Dùng lý trí nhiều hơn. Còn nguyên tắc là em bảo thay đổi ông thì quả thật là khó, trừ khi em lôi ông lên đây xem livestream. Mà không thằng nào nói ông, mà chỉ là nói chung chung thôi, rồi ông ngộ ra, rồi ông tự thay đổi thì được. Chứ còn bây giờ mà ví dụ ngay kể cả em mời thầy đến mà thầy nói chuyện trực tiếp với ông, mà thầy bảo ông là thế này, ông là thế kia, thì có khi ông phang vào mặt thầy trước, trước khi thầy nói cơ. Đấy, cho nên thì thôi thì đủ duyên
thì sẽ gặp, đủ đức thì sẽ độ. Cho nên là thôi thì có thể là cần phải thời gian, và cái này em phải chấp nhận thôi, để cố gắng sống hài hòa và coi cái việc này là việc bình thường. Dù sao đó cũng là bố em, và em hãy chấp nhận đi. Tôi nói thật là bố mẹ tôi cũng có những cái điểm mà bắt buộc tôi phải chấp nhận, bắt buộc tôi phải chấp nhận. Trên cộng đồng mạng tôi cũng nói thật luôn là bà tôi có bà mẹ tôi á, là mẹ tôi tham bà cố luôn. Cái gì chén được của ai là bà phải khôn lỏi bà chén cho bằng được. Tôi biết tính đó mà tôi cũng phải chịu. Ví dụ tôi nói chuyện Phật thôi, cứ mở băng Phật cho bà nghe thì bà bảo là nói xin lỗi cả nhà nói bậy tí, bà bảo là làm đéo gì có kiếp sau mà Phật với Pháp đấy, thì cũng phải thua chứ làm sao thay đổi được, vì thay đổi tâm là vô lượng kiếp. Kính thưa đại ca vậy. Cho nên ngay kể cả ông Mục Kiền Liên đấy, ông thấy mẹ ông bị dìm xuống địa ngục đấy mà ông cũng phải chịu đấy, không làm gì được. Tu nghiệp tức là phước ai người hưởng, nghiệp ai người chịu. Cho nên thôi thì mình phải chấp nhận như một cái việc nó phải tồn tại với mình như vậy thôi, và yêu quý cái tính xấu đấy của ông thì tự khắc là mình sẽ không nhớ đến nữa, thì có khi mình sống với ông bình thường được rồi. Nói vậy thôi chứ ngay kể cả vợ tôi cũng vậy đấy. Chiều nay nói chuyện với thằng Hiếu tí, thế là thằng Hiếu nó tranh luận thắng, quay sang sỉ nhục nó, bảo mày là chỉ được cái ba phải thôi. Ngu lắm con à, cái gì cũng cứ hùa theo bố, ví dụ như vậy đấy. Xong rồi tôi bảo ấy không được, đang nói chuyện về lý luận tự nhiên sao lại sỉ nhục nhau lại không được, chơi kiểu này là chơi cùn rồi, cứ phải lý luận bình thường đấy. Thì chia sẻ với mọi người thế, và hãy chấp nhận cái tính xấu đấy của bố mình như một gì một người bạn mà mình phải đồng hành thôi, đừng có phán xét và đừng đau khổ về chuyện đó, nếu không thì cái nghiệp của ông biến thành nghiệp của mình đấy nhá. Rồi, cảm ơn Linh Trường. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên để lại một like và bình luận để ủng hộ Trường Huấn Luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam. Click để theo dõi kênh và ấn chuông để trở thành người đầu tiên nhận thông báo khi có video mới.